những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý bà quý cô tư nữ và quý thầy quý sư cùng thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sống viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý ngài thọ hỷ phần phước thanh phước báo thanh cao này. Con kính chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phun nhân ni bà na sát bắt cha dù hồn tú, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xà thức lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Thà Giá. Dạ thưa con, thầy kinh chưa có vào, con kính dâng nước lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ, con kính tri ân ngài Trí Đức và con kính tri ân đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sithina. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Phụ Ca Nhược Vinh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược Vinh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhược Vinh mến chào Sithina, mến chào Hồng Mai. Kính chào chị Meta, mến chào Sith Kim Nhung. Nhật Quỳnh kính chào Hồng Mai 2020, mến chào Sịch Hành Kiểm, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Sịch Thiện Vũ, mến chào Sịch Tô Thị Phụng, mến chào Nguyên Trịnh, mến chào Thi Lâm, và kính chào Thầy Kinh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức. Từ bi hăng hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sithina đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo và thọ trì quý giới. Và bây giờ thì thầy kinh đã vào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời thầy kinh đăng đàn để điều họp chương trình học ngày hôm nay. Và kính dâng mít đến thầy kinh ạ. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Thập Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức và kính chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học về duyên sinh. Không biết kỳ nào tới đâu cũng quên mất, một chút nhờ quý vị lên đọc giùm nha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasattham Bhagavatam Abhivadiyapasissang Abhidhammatthasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Bây giờ phải thức chuyên nhân sắc. Ok. Chương trình chúng ta cũng như thường lệ ha, thầy đọc lên đọc bài Bali trước ha, rồi sau đó mình mới tính ví dụ khác. Xin mời cô Nhật Quỳnh post bài. Gì đây? Đúng rồi, giờ đọc Bali trước đi, tính sao? Đọc Bali trước đi. Bali bài bữa nay nè. Cô Nhật Quỳnh đó rồi.
Rồi, ok, xin kính mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ. Trước hết, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chị Tùng Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con nhớ là kỳ rồi Thầy nói vậy, thành ra giờ con nhắc, bây giờ con cũng đọc bài trước, đọc Bali trước, rồi một lát nữa tới giờ thi thì con cũng tham gia thi. Dạ, giờ con đọc. Đoạn 3. Tathātayo attha đoà đa sang gà ni quỳ sata ka ra ti san thi chát tu sang khê bồ tì ni quách tà ni đuề mù là ni cha huệ đi tập bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Awit cha sang kha ra a ti to ách tha cha ti cha ra ma ra nang anagato attha macche attha bacchuppanne attha titayo attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Awit cha sang kha ra huynh nha năng na ma ru bằng sa la ya tap năng phát so quê đa na tăng hà u ba đa năng pha wo cha ti cha ra ma ra nan ti đoa đa sang ga ni so ka đi qua cha năng ba net tha nít san đa pha la ni đa sa nàng. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc lục căn, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Đoạn 4. Avijja sankhara sankharak gahane na banetta tanhu badana phava bigahita phavanti tatha tanhu badana phavagga hane na cha awit cha sankhara cha cha ti cha ra ma ra nak ga ha ne na cha huynh nha na di pha la bình cha ca mê wa ga hi tan ti cat toa. Dạ, như vậy con đã đọc xong rồi. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bố bài và con kính cảm ơn Thầy. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp.
Boss tiếp đi cô Nhật Quỳnh ơi. Boss tiếp đi chứ. Cái hết tuần này tới loại khác cho lên đọc cho đủ bài. Rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đọc tiếp. Đoạn 4. A Quýt Cha Sang Kha Rắc Gá Nề Na. Dạ, đây con kéo xuống. Bà Nét Tha Tàn Hù Bà Đà Na Phá Hoà Bí gá hi tà phá hoàn tí. Ta thà tàn hù bà đà na phá quắc gá ha nề na. Cha á quýt. Cha á quýt cha sang khà ra cha tí. Cha ra ma ra na gá ha nề na. Cha quỳnh nhà đà. Quỳnh nhà nà đi pha la bình cha ca mê quá ga hi tàn ti cách tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thụ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái thụ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tỳ tề hề ta hồ bành cha y đà ni pha la bành cha căn y đà ni hề ta hồ bành cha à gia tình pha la bành cha càn ti quỳ sa tà ca ra ti sanh thi cha tu sanh khề bà cha pha hoàn ti. Dạ như vậy con đã đọc xong, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài, con kính cảm ơn thầy. Con xin nhường mic cho người kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu nghe âm thanh rõ ạ. Dạ. Dạ. Đoạn 5. A quýt cha tăng hồ bà đà ná chá ký lệ sá quát tăng càm ná phá quá sẵn khà tô phá quê ca đề sô sẵn khà ra chá càm ná quát tăng ú phá phát tích phá quá sẵn khà tô phá quê ca đề sô á quá xề xà chá quýt phá phá cá quát tăng tí tì ní quát tà ní á quýt cha tăng hà quá xề ná đề mù là ni cha về về đi pháp bà ni ba luân chuyển là một vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm, hai một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa là vòng quanh của nghiệp, ba một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapatti phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân tê xá mê quá chá mu la năng ni rô thê ná ni rút chá tí cha ma cha ga ma ga na mut cha ya pilita pilita na ma ti nya so nya so a sa wa nang sa mut pa da a wit cha cha ba wa ta ti wa ta ma ban tham che wang te fu ma ka ma na di kang
Paticca Samuppado ti Pappate si Mahamuni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển, chấm dứt vô minh, xuất phát từ những nhiễm ô, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết, Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối râm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, cảm ơn thầy Kim, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic. Xin mời vị kế tiếp, xin mời bạn Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, dạ, con kính đảnh lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bốt xài. B. Đoạn 3. Tát tha ta dồ át thà đoà đa sẵn gà ni quỳ sa tà cà rà ti sẵn thi cha tu sẵn khề bồ. Tì ni quát tà ni đuề mù là ni cha quề đi táp bà ni. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avicca Sankhara Atito Attha Cha Tichara Maranang Anagato Attha Macche Attha Bacchup Bane Attha Titayo Attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tám chi ở giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avicca Sankhara Vijñānaṃ nāma rūpaṃ sala yatanaṃ pha so vedanā taṇhā upādānaṃ pha pha vô cha ti cha ra ma ra nan ti đoà đa sẵn gà ni sô ca đi qua cha nặng ba nê tha ni sẵn đa pha la ni đa sa nặng. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật bài. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào thầy Kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài đoạn 4. Avicca Sankhara Gahane Na Panetta Tăng hù pa đà na pha hòa phi ga hi ta pha hoàn ti ta tha tăng hù pa đà na pha quắc ga ha nề na cha a vi cha sang kha ra cha ti ya ra ma ra na ga ha nề na cha quỳnh nhà na đi pha la thành cha kha cha ca mê qua Gahi tành ti cát tòa. Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành, thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta vô thành cha y đà ni pha la thành cha căng y đà ni he ta vô thành cha a gia tình pha la thành cha căng ti quy sa ta ca ra ti sanh thi cha tu sanh khê pha cha pha hoàn ti. Như vậy có 1, 5 nhân,
thuộc về quá khứ và 2, 5 quả trong hiện tại, 3, 5 nhân trong hiện tại và 4, 5 quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, con đã đọc xong đoạn 4, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính lễ thầy Kim và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Dạ, đoạn 5. Dạ, cảm ơn sư Ngọc Quỳnh đã post bài. Đoạn 5. Avicca tan hu ba da na cha ki le sa wa tang tam ma pha wa san ka Kato phá huệ ca đề so sankhara cha kham ma vát tăng uba bát ti phá hoa sankhato phá huệ ca đề so awase sa cha vi ba ca vát tăng ti ti ni vát ta ni avicca tăng hà wase na đuệ mù la ni cha huệ ta phà ni ba luân chuyển là một vô minh. Ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh. Thiện và bất thiện trong hiện tại, phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu, được biết là kiếp sống mới. Upabhatti phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Te sa me vajamu la nang nirothe na nirut Chati chara marana mukcha yabilita nama phiền ha so asawa nang sumupada avicca chabawatta tivattama panthamicche vang te phu makamana dikang batik chasamupado Ti bắc tha bề si ma hà mu ni dạ. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt, vô minh xuất phát từ những nhiệm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng và trạng thái già và chết. Bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ, dạ con đã đọc xong. Có sai mong thầy và đạo tràng chỉnh sửa lỗi giùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ. Xin mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Mô Phúc Tha giá. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài
Chí Đức, con kính đảnh lễ thầy, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tư nữ, và con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài đoạn ba. Tát thát ta yu át ta tòa ta sang ga ni vi sa ta ca ra ti san thi chan tu sang kep bồ ti ni vát ta ni tuệ mu la ni cha về đi tập ba ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 pháp, 20 phương, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Khách thân Avijja Sankhara Atito Attacca Thi Chà ra ma ra năng anà gà tù án thà mát chê án thà bát chúc bàn nề án thà tí ta dù át thà. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ? Sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. À, quý cha sang kha ra win nha năng na ma u pang sa la ya ta pa so we da na tang ha u pa da năng pha vô cha ti cha ra ma ra nan ti do da sang ga ni so ka ti wa cha năng pa net ta ni san da da pha la ni das năng. Vô minh hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, hữu, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta, tháng là hậu quả của sanh. Dạ, con kính tri ân sư, quý sư và đạo tràng. Dạ, kính tri ân thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh thấy bàn tay nên si, nhưng mà Nhật Quỳnh không thấy cầm mít. Có lẽ vị này mới vào đạo tràng nên chưa biết cách cầm mít. Dạ, Kim Nhung có thể cầm mít chỉ giùm cho vị này không ạ? À? Thấy đưa tay mấy lần rồi mà không có thấy cầm mít được. Dạ, mời Kim Nhung có thể hướng dẫn cho chị cầm mít được không ạ? À? Mình chào cho Nguyễn Ngày Giao Đạo Tràng. Dạ, thưa Đạo Tràng. À, đã nghe con được rồi phải không? Dạ. Dạ, con là Nancy. Con xin đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con xin kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc.
Đoạn 4. Avijja sankhara katha nena paneta tang hupadana pha wa pikahita pha wang chi tattha tang hupadana pha waka ha nena cha avijja sankhara cha chicha ramarana katha nena cha vinyana difala panchaka me wa gahi tanti katwa. Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành, thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả cùng với những loài tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Atite heta wo pancha idani phala pancha kang idani heta wo pancha ayatim phala pancha kanti visata kara tisanti chatu sanke pacha pha wanti. Như vậy có một, năm nhân thuộc về quá khứ, và hai, năm quả trong hiện tại, ba, năm nhân trong hiện tại, và bốn, năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ, xin cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin hết. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Đoạn 5. Avijja tanho pa dana cha ki le sa wat tang cầm phá quá san kha tô phá huệ ca đề sô san kha ra cha cầm mau quát tăng u ba bát tí phá quá san kha tô phá huệ ca đề sô á quá sê sa cha quý bà ca quát tăng tí tì ni quát tà ni á quýt trà tăng ha quá sê na đề mù la ni cha huệ đi tắp bà ní. Bà luân chuyển là một, vô minh ái thuộc về ô nhiễm, hai, một phần của và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa là vòng quanh của nghiệp, ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapatti phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tề sa mê quá cha mù là nàng ni rô thề ná ni rút trá tí trà ra má rá ná múc trà giá bị lý tà bi lý tà na ma phi hát sô a sa hòa nàng sa múc bà đà a quýt trà cha pa quát ta tí. Hai, tặng quát ta mà bành tha mít trì quần tề phù má cam ma nà đi cần bát tí cha sa múc bà đồ tí bát thề bát tha bề xí ma hà mu ma hà mu ní.
Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong xã bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ thưa, con đã đọc xong và con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài và con kính tri ân thầy. Con xin phép được xuống kính nhân bích lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bức Tha Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con không thấy có bàn tay nào nữa nên con xin phép được đọc bài đoạn 1 để không mất thời gian của đạo tràng. Dạ con Nhật Quỳnh nghĩ là cho Nguyễn vào chắc chưa có bài đủ nên Nhật Quỳnh xin phép vừa post bài vừa đọc. B đoạn 3. Ta tha chất ta dơ áp tha đo na san ca ni vi sát ta ca ti san thi chất tu san kê bồ tì ni vát ta ni đề mụ la ni cha quê đi tắp ba ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm bốn nhân, ba sự liên hệ, bốn phân hạng, ba vòng quanh và hai nhân. Ca thằng Awit cha san kha ra ti to ap tha cha ti ca ra ma ra nang a na ga to ap tha mat che ap tha mat chip ban ne ap tha ti tai yo ap tha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Acchicca sankhara vinyanang nama rupang sarayatanang phaso vedana tanha upadanang phavo chatichara maranan tidoda sanghanik so ka di qua chân năng panat hanisan da pha lani da san năng. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh danh sắc lục căn xúc thọ ái thủ hữu sanh đạo và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc hết đoạn 3. Con thành kính lãnh lễ Đức Pháp Trang vừa quan năm vào đạo tràng. Mến chào sức Trần Đạo. Trần Đạo ơi, có ôn bài thì kính mời bàn tay Trần Đạo, kính mời bàn tay đạo tràng. Dạ, con thành kính lãnh lễ tri ân chư Tôn Đức, kính tri ân thầy kinh và cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con xin được chung mít và sa thú bằng tay Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô San Kha Giá. Con kính đảnh lễ hai Thượng Tổ Trí Đức, Đại Đức Pháp Tràng, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào thầy kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài đoạn 4. Avijja Sankhara Rak
Gia ha nề na ba nét tha tăng khu bà đà na pha hòa pi gia hi tà pa quần tí ta thà tăng hù ba đà na ba quắc gia nề na cha avicca sanghara cha ti cha rama rana rana gia ha nề na cha vinya na ti pha la bằng cha cá mề quá gia hi tăng ti cát tòa nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão và tử thì năm hậu quả cùng với những nội tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành xin lỗi đầu tràng a tít tê hê ta vô bằng chá ý đà ni pha la bằng chá căng ý đà ni hê ta vô bằng chá hai văn tiên pha la bằng chá căng tí ý sa ta ca ra ý sang thí chá tú sang hê ba chá ba quần tí. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong, thứ hai là năm quả trong hiện tại, thứ ba là năm nhân trong hiện tại, thứ tư là năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, con đã đọc đoạn 4 xong rồi. Dạ, hết bài rồi cho người. Dạ, cảm ơn thầy Kinh đã cho biết. Dạ, con kính xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong rừng. Thân chào tất cả quý vị. Chắc hết bài đọc ha. Chắc không còn ai đọc rồi phải không? Rồi, giờ vô cuộc thi ha. Giờ mình cuộc thi về tập trung tư tưởng ha. Cuộc thi luyện về tập trung tư tưởng. Giờ nó có mấy cái vấn đề. Trong cái tâm hiệp, những cái tâm hiệp thế, tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm dục giới tịnh hảo, rồi tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, có hai cách. Một là mỗi người tự chọn cái phần nào của mình đọc. Ví dụ như người chọn 12 tâm bất thiện, người chọn 18 tâm vô nhân, người chọn 24 giới tịnh hảo, nghe không? Tùy theo chọn là cách thứ nhất. Rồi cách thứ hai là theo thứ tự là từ 12 tâm bất thiện đi xuống một lần ha. Thì theo quý vị và quý vị muốn chọn cách nào? Chọn cách nào? Alo. Theo thứ tự hay là theo tùy ý chọn lựa. Cho biết về một người tự ý rồi sao? Cô Nhật Quỳnh sao? Cô Quách Ta sao? Châu Nguyễn, quý vị tất cả quý vị Hồng Mai cái này sao? Tự ý ha, người tự ý ai muốn chọn nào chọn, hay là theo thứ tự?
hay là muốn chỉ định bằng cách thứ ba là chỉ định ha. Dạ sao muốn gì? Tùy ý ha. Rồi ok. Rồi tùy ý. Rồi bây giờ quý vị chuẩn bị tinh thần nha, lên và hít một hơi dài xong nghe mình nín thở, mình tập trung tư tưởng, mình làm cho một hơi một mà không dắt được 10 điểm xa thú luôn ha. Rồi xin mời tất cả quý vị. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ thầy, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc trước và con cũng xin thua luôn, nhưng mà có một dịp để ôn bài. Con xin đọc phần tâm tha, tâm bất thiện. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà ly tà hữu trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân phấn hữu trợ, tâm si hợp hành nghi, tâm thi thọ xả hợp hành nghi, tâm si thọ xả hợp liệu cử. Dạ thưa thầy, đó là 12 tâm bất thiện. Con đã đọc bài xong, con xin xuống mic. Xin mời vị kế. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô nữ. Con xin kính chào thầy kinh, kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc tiếp phần của Kim Nhung mới đọc là phần 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân thì chia làm 3, gồm có 7 tâm quả vô nhân, 8 tâm quả, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm vi tác vô nhân. 7 tâm quả bất thiện vô nhân gồm có nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thiệt thức thọ xả quả bất thiện, thân thức thọ khổ quả bất thiện, tiếp thu thọ xả quả bất thiện, quán sát thọ xả quả bất thiện. 8 tâm quả thiện vô nhân gồm có nhãn thức thọ xả quả thiện, nhĩ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện, thiệt thức thọ xả quả thiện, thân thức thọ lạc quả thiện, tiếp thu thọ xả quả thiện, quán sát thọ xả quả thiện, quán sát thọ hỷ quả thiện. 3 tâm duy tác vô nhân gồm có khán ngũ môn thọ xả, khán ý môn thọ xả và vi tiếu thọ hỷ dành cho các bậc thánh. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và tiếp theo đây, con cũng xin trả bài về phần 24 tâm dục giới tịnh hảo ạ.
giới tịnh hảo được chia làm ba: tám tâm đại thiện, gồm có tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ tâm đại thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ tâm đại thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ tâm đại thiện thọ xả, hợp trí vô trợ tâm đại thiện thọ xả, hợp trí hữu trợ tâm đại thiện thọ xả, ly trí vô trợ tâm đại thiện thọ xả, ly trí hữu trợ. Tám tâm đại quả gồm có tâm đại quả hợp thọ hỷ, hợp trí trợ, tâm đại quả thọ xả, hợp trí vô trợ, tâm đại quả thọ xả, hợp trí hữu trợ, tâm đại quả thọ xả, ly trí vô trợ, tâm đại quả thọ xả, ly trí hữu trợ, và tám tâm duy tác thọ hỷ, hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ, hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ hỷ, ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ, ly trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả, hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả, hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả, ly trí vô trợ và tâm duy tác thọ xả, ly trí hữu trợ. Dạ, con đã đọc xong. À, sao thứ hình như quý vị chưa nắm được cách ha. Thôi giờ vậy, giờ thi 12 tấm bất thiện thôi, thi kia nhiều quá thì khi đọc không nổi đâu. Giờ 12 tấm bất thiện nha, làm lại nha. Nãy cô Kim Trung cũng bị rớt lia lịa ha, thấy một khó quá. Rồi 12 tấm bất thiện ha, đọc một hơi một, quý vị có nghe có hiểu không ạ? Quý vị có hiểu không? Alo, hiểu thì sao mấy gì kia lên lọc tật lắc ra nè. Rồi giờ một cái 12 tấm bất thiện thấy không, thay phiên nhau lên thi ha. 12 tấm bất thiện thôi, mấy kia dài quá phải chia ra mới đọc nổi, chứ đọc không nổi đâu. Phải luyện cái này, phải luyện giống như ca sĩ hít một hơi vô lòng vào cái. Rồi 12 tấm bất thiện nha. Rồi kính mời quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con hiểu là đọc một loạt từ tâm tham sân si, như vậy có phải vậy không thầy? Dạ, vậy con xin đọc. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, tâm sân thọ ô hợp phân vô trợ, tâm sân thọ ô hợp phân hữu trợ, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phân vật. Dạ con đã đọc xong, không biết có đúng ý thầy không. Chắc cha cũng không được nữa. Dạ vậy con không biết làm sao. Dạ
Vậy con không biết cách rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, dạ thưa con xin phép cho con được thử. Con thấy các con mấy hơi luôn, ngáp ngáp luôn thầy ơi. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được cả bài. Cô Nhung. Con xin đọc 12 tâm bất thiện ạ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ. Tâm si thọ xả hoài nghi, tâm si thọ xả phóng dật. Dạ. Con chỉ được vậy thôi. Dạ con xin phép được xuống mic, con cảm ơn thầy và con kính tri ân đạo tràng. Con chúng ta lễ sư Chí Đức, con kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Cho con thở một chút nha. Dạ, 12 tâm tham bất thiện, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà ly trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ, tâm tham thọ xã học tà vô trợ, tâm tham họ xã học tà hữu trợ, tâm tham họ xã ly tà vô trợ, tâm tham họ xã ly tà hữu trợ, tâm sân thọ ưu học phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu học phẩm hữu trợ, tâm si thọ xã học hoài nghi, tâm si thọ xã học phóng dật. Dạ sư thầy xong rồi ạ. Dạ chưa gì chị Nhật Huỳnh đã đưa tay đi đầu hàng mua điều kiện. Dạ con xin đọc lại ạ. Chị, kỳ này con xin được 5 điểm rưỡi cũng được rồi thưa thầy. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Dạ, con xin đó, con xua thua rồi. Dạ con xin đọc lại. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ.
tâm tham thọ vô tham thọ xả ly tà hữu trợ tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ tâm si thọ xả hợp hành nghi tâm si thọ xả hợp điệu cử. Dạ, đó là 12 tâm. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô Sa Di Đà. Rồi cho trước từ lễ này vô rớt đục đùng. Rồi giờ vào bài. Vào bài nè. Cho cái gì thay đổi không khí chút cho nó nhẹ chút ha. Rồi giờ vô số 3. Thích duyên danh sắc. Thích duyên danh sắc Ba La Mã. Bali ha, tức diện danh sắc, quỳnh nhà na bách cho già na má rù băng, tức diện danh sắc, rồi mai chúng ta học tới tức diện sắc ha. Thì trước chúng ta học vô minh duyên hành, hành duyên cho thức đầy đủ không? Quên có người đọc bài cũ nè, có người muốn là đọc lại cái bài cũ không ạ? Đọc cái bài từ rồi không, để cho nó có sự nối tiếp không? Mời ai lên đọc đi. Ai giơ tay? Cô Kim Dung rồi, cô Kim Dung lên đi. Ừ, mời cô Kim Dung. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con thưa Thầy, con đọc bài ngày 11 tháng 6 năm 21. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Sanh khởi do tám tâm thiện dục giới hữu... Sanh khởi do tám tâm thiện dục giới... làm nhân có ba cách. A. Bốn tâm thiện ly trí đủ ba tư làm nhân cho ra 12 quả. Thời bình nhật, tám quả thiện vô nhân cộng bốn quả thiện dục giới ly trí bằng 12 quả. Thời tục sinh, tâm là một trong bốn tâm quả dục giới ly trí, người là người nhị nhân. Cõi có bảy cõi vui dục giới, một cõi người cộng sáu cõi trời vui dục giới. B. Bốn tâm thiện hợp trí thì hai quả. Thời bình nhật có tám quả thiện vô nhân cộng bốn quả thiện dục giới ly trí bằng 12 quả. Thời tục sinh, tâm là một trong bốn tâm quả dục giới ly trí, người là người nhị nhân. Cõi có bảy cõi vui dục giới. C. Bốn tâm thiện hợp trí đủ tâm tư làm nhân cho 16 quả. Thời bình nhật có 8 quả thiện vô nhân cộng với 8 quả thiện dục giới hữu nhân
thời tục sinh, tâm là một trong bốn tâm quả thiện dục giới hữu nhân hợp trí. Người là một người là người tam nhân, cõi chỉ có bảy cõi, chỉ tục sinh trong bảy cõi vui dục giới. Năm tâm quả thiện sắc giới sanh khởi do bởi năm tâm thiền thiện sắc giới làm nhân, và chỉ là một phận sự tái tục ở cõi sắc giới. Thời bình nhật không có, thời tục sinh, tâm là một trong năm tâm quả thiện sắc giới, gồm có tâm quả sơ thiền sắc giới, tâm quả nhị thiền sắc giới, tâm quả tam thiền sắc giới, tâm quả tứ thiền sắc giới, tâm quả ngũ thiền giới. Người là người ấy, 16 cõi sắc giới. Về bốn tâm quả thiện vô sắc, sanh khởi do bởi bất động hành, tức là bốn tâm thiền thiện vô sắc làm nhân, và chỉ làm phận sự tái tục ở cõi vô sắc giới. Thời tục sinh không có, thời bình nhật không có, thời tục sinh, tâm là một trong bốn tâm quả thiện vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Người là người tam nhân, cõi, bốn cõi vô sắc. Tóm lại, trong 32 tâm quả hiệp thế, chỉ có 19 tâm quả làm việc tục sanh sang kiếp sống mới. Đó là hai quan sát thọ xả quả thiện và bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện dục giới hữu nhân, 5 quả sắc giới và 4 quả vô sắc. Dạ, đó là nội dung của bài tuần trước ạ. Dạ, con xin hết. Con kính tri ân thầy, con xin xuống mic ạ. Rồi, xa thứ, cảm ơn cô Kim Nhung. Rồi, chúng ta vừa học trong tuần rồi ha, là hành duyên cho thức, tức là những cái thức đi tái tục, thức tục sinh, và những thức trong thời bình nhật. Thì từ cái thức này nó mới duyên qua danh sắc, thức duyên cho danh sắc, do có thức nó duyên qua danh sắc. Thì chúng ta học bài mới hôm nay số 3 là thức duyên danh sắc. Quyên gia nam bách cho già là má rù băng. Ba là mã lớn, quyền nhà na bách ta già là má rù bằng thức duyên danh sắc. Rồi xuống dòng mình lấy cái chữ na má xuống, na má hai chấm là danh, na má là danh. Rù bá là sắc, rù bá là sắc. Rù bá là sắc. Rồi, cái dòng gạch ở dòng. Danh và sắc là hai thành phần riêng biệt. Danh và sắc là hai thành phần riêng biệt. Nhưng được sanh khởi. Nhưng được sanh khởi. Từ thức. Nhưng được sanh khởi từ. Danh và sắc là hai thành phần riêng biệt nhưng được sanh khởi từ thức. Rồi, là ý nghĩa đây ta cho mình biết rồi. Na má ru bá là hai cái thành phần riêng biệt, tức là nó là danh và sắc, tức là hai cái nó không có dính dáng gì ha, một cái là tinh thần và một cái là vật chất. Thì hai cái này là hai cái riêng biệt. Nhưng mà hai cái này nó xuất hiện, nó hiện hữu trên cõi đời này là bắt sanh là do từ cái thức này, do từ cái thức tái tục rồi. Thì do từ cái thức mình mới học nãy đó, do từ cái thức đó nó duyên cho ra hai cái này, danh và sắc. Đó là vấn đề chúng ta cần phải được nắm trước từ ngay khởi đầu này ha. Rồi xuống dòng danh hai chấm, danh hai chấm. Thọ, tưởng, hành,
đồng hiện khởi với thức, thọ, tưởng, hành đồng hiện khởi với thức. Thọ, tưởng, hành đồng hiện khởi với thức. Đúng rồi. Thì như vậy danh đó, duyên từ thức, tức là do chính có cái thức thì danh mới phát sanh, tức là thọ, tưởng, hành. Thọ tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, hành là 50 tâm sở còn lại. Vì như vậy là thức duyên cho danh thì chúng ta sẽ có là thọ, tưởng, hành đồng hiện khởi cùng với thức. Bốn cái pháp này thì tôi ghi là bốn pháp bất khả phân ly, còn được gọi là tứ danh quẩn. Thì bây giờ mình ghi là thức có mặt thì danh có mặt, thức có mặt thì danh có mặt, phải. Thức có mặt thì danh có mặt, phải. Bốn pháp này là bốn pháp bất khả phân ly, còn được gọi là tứ danh quẩn. Bốn pháp này là bốn pháp bất khả phân ly, còn được gọi là tứ danh quẩn. Như vậy là ấy, mà thức có mặt thì danh là phải có mặt, mà danh đây là thọ, tưởng và hành là phải có mặt. Bởi vì bốn pháp này không thể nào tách rời được á. Cái này là nó thuộc về nhóm thuộc về danh quẩn thì nó không thể tách rời, thì bốn này được gọi là tứ danh quẩn, đồng sanh đồng hiện hữu chung. Thì được gọi là thức có mặt thì danh có mặt, thì bốn pháp bất phân ly ha. Chưa, quý vị ghi kịp chưa, có nắm được ý này không? Alo. Ha, nắm được ha. Rồi, tức là chúng ta biết là khi mà cái, có cái thức, thức nó có mặt, thức sanh khởi, thức là tâm, thức có mặt, thì không thể nào mà không có tâm sở được, nó bắt buộc phải có thọ, tưởng và hành đồng sanh chung. Thì như vậy thức có mặt thì hãy danh có mặt. Thì bốn pháp này thì ta cho mình biết là bốn pháp bất khả phân ly, bốn các pháp không thể nào tách rời được. Và những cái thức có mặt thì những cái danh có mặt, tức là có nghĩa là mình phải hiểu rằng những cái thọ, tưởng, hành tương ưng với cái thức đó. Chẳng hạn như là ngủ xong thức thì những cái thọ tưởng hành này nó là loại nào, những cái tâm mà thuộc về động lực thì những cái thọ tưởng hành nó thuộc những loại nào, mình học rồi mình biết ha. Thì vậy thức có mặt thì danh có mặt, bốn pháp bất khả phân ly. Rồi xuống dòng cõi vô sắc hai chấm, cõi vô sắc hai chấm. Rồi, bây giờ theo như quý vị, cõi vô sắc, nếu mình tính theo thập diện duyên, thì thức duyên cho cái gì? Thức duyên cho cái gì ở cõi vô sắc? Thức duyên danh, xa, hữu xa. Rồi, như vậy là thức, cõi vô sắc là thức duyên cho danh. Bởi vì sao? Bởi vì cõi vô sắc nó không có sắc, không có sắc quẩn, thành ra chỉ có thức mới duyên cho danh mà thôi. Đó là cái vấn đề cần phải được nắm rõ ha. Thức duyên danh cõi vô sắc. Rồi, rồi xin dòng cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng thì thức duyên cho cái gì? Alo, cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng thức duyên cho sắc, xa hữu. Cõi vô tưởng thì thức duyên cho sắc. Cõi vô tưởng thì nó không có tâm, không có tâm thì làm gì có duyên cho thức được.
Thì ở dĩ duyên cho danh được, tự tại thức dĩ duyên cho sắc mà thôi. Rồi cõi vô tưởng thức duyên cho sắc. Rồi sẽ dòng cõi sắc giới và dục giới. Cõi sắc giới và dục giới. Cõi sắc giới và dục giới. Thì thức duyên đủ cả danh và sắc. Tại vì có bắt đầu nó có sắc pháp không? Thì có sắc cũng có sắc pháp, dục giới có sắc pháp luôn. Thì vậy cõi sắc giới duyên cho đủ cả danh và sắc. Rồi, gom lại ha, là cõi vô sắc thì thức duyên cho danh. Cõi vô tưởng thì thức duyên cho sắc. Cõi sắc giới và dục giới thì thức duyên đủ cả danh và sắc. Rồi, rồi gồm lại cái cho thấy rõ ha. Vô tưởng thì sao có thức tục sinh nữa, nghĩa là vô tưởng vô tưởng thì sao có thức tục sinh, thì có thức thì có danh rồi, có danh thì có sắc luôn rồi. Dạ, yeah, nắm được không? Duyên sắc thôi. Bây giờ cuối cùng đó, tức là giờ ta tính là giờ cuối, tức là tính cái thức cuối cùng tử cận tử đó, là tính tử thức đó, duyên cho sắc, nên hiểu hiểu cái kiểu đó chứ mà hiểu theo cái thức tục sinh. Lúc này mình phải hiểu là cái thức cuối cùng là cận tử đó, là cái tâm cuối cùng đó, là thức nó duyên cho, thay vì duyên cho danh sắc đó, mà giờ nó duyên vậy chứ nó không có ra danh được, nó ra sắc thôi. Mình phải hiểu cái ý người ta muốn nói cái điều đó ha. Đó là cũng là một cái câu hỏi rất là thông minh. Được chưa? Chỉ có đặc biệt cái vô tưởng thôi nha, mình phải hiểu cái kiểu khác ha, vô tưởng phải hiểu theo cách khác. Chép xong chưa quý vị ơi? Alo. Dòng thức duyên cho danh hai chấm, thức duyên danh. Khi vô tử khi sắc mặt người tức là khi mà người vô tưởng mà sống hết trên đó, đó hả, hết tuổi thọ mà sắc quyền là lúc đó chấm dứt là tử, thì tục sinh nó lại hiện khởi tâm tục sinh, nó sanh nó lại do nghiệp lực của quá khứ, nó sẽ ra cái tâm tục sinh, sanh trở lại cũng bình thường, nó lại cũng có tâm tục sinh này khởi là bắt đầu có thức tục sinh, chứ không có cái thức của cận tử nào mà thức tục sinh. Yeah.
thức duyên, thức duyên danh ghi rồi chưa? Thức duyên danh 35 tâm sở, mình ghi chung hết đi nha cho dễ hiểu. 35 tâm sở, 35 tâm sở. Phối hợp với các tâm quả hiệp thế nói chung. Phối hợp với các tâm quả hiệp thế nói chung. Trừ 14 tâm sở bất thiện. Mở ngoặc, trừ 14 tâm sở bất thiện. Ghi chưa, ghi chưa, alo. Rồi. Vậy mình mở ngoặc chỗ 35 tâm sở đi. Mở ngoặc chỗ đó. 35 tâm sở có 2 bi. Có 2 là bi và tùy hỷ. Trong quả sắc giới có 2 bi trong quả sắc giới. Nếu mà trong quả sắc giới thì ta lấy thêm 2 cái bi hỷ ha. Đây là mình chỉ nói chung chung thôi nha quý vị, nói gom chung hết ha. Nhưng nếu mà tính ra từng cái riêng thì nó khác ha. Ví dụ tính tâm quả vô sắc giới thì nó khác, mà tâm quả sắc giới thì nó khác, mà tâm quả thiện dục giới nó khác. Nhưng mà nó không có những cái tâm 14 tâm sở thiện đó, ta trừ tâm sở thiện ra. Đúng rồi, hai bi tùy hỷ trong rồi, đúng rồi đó. Rồi như vậy là lấy vấn đề dâm ha, lấy về dâm không thôi, là những cái tâm quả như thế, tính là những cái tâm quả thiện, thuộc về sắc giới có, bộ sắc giới có, gì đó, dục giới tình hảo có. Chung, rồi bây giờ mình nói là hai tâm quả quan sát vô nhân hai chấm. Giờ lấy từ cái ra hai tâm quả quan sát vô nhân. Giờ nói riêng ra, mà giờ lấy riêng từ phần ra nha. Hai có 10. Có 10 tâm sở. Mở ngoặc trừ cần hỷ dục, đóng ngoặc lại. Mười tâm sở trừ cần hỷ dục là 13 tờ tha, trừ ba cái này ra, trừ cần hỷ dục ra, thì đối với tâm quả vô nhân, về danh pháp tâm quả vô nhân, tâm quan sát, tâm quả quan sát vô nhân thì nó chỉ có 10 tâm sở thôi ha, trừ cần hỷ dục ra. Đó, hai tâm quan sát này nó làm việc cách máy móc thì nó không có cần hỷ dục nữa ha. Rồi,
bài xuống vào tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Một cộng hai, hai chấm. Một cộng hai. Một cộng hai, 13 cộng 20. Một cộng hai chấm, 13 cộng 20. Bằng 33. 13 cộng 20 bằng 33. Trừ, mở ngoặc trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. 1, 2, 2 chấm 13 cộng 20 bằng 33. Trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Một hai là tâm quả quan sát thọ ấy, tâm quả thiện dục giới thọ hỷ tình hảo đó, và hai là tâm quả thiện dục giới tình hảo là thủy mà hỗ trợ cái vô trợ cái hỗ trợ ha, thì có 13 tà tha chung ha, độc sanh chung ha, cộng 20 tình hảo trừ 3 giới phần ra, bởi vì những cái tâm giới phần này nó không có nằm trong tâm quả được ha, và tâm vô lượng phần nó cũng không thể có mặt trong tâm quả. Thành ra trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần ra. Từ từ ha, rồi. Một cái tâm nơm một là tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Hai là tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Hai tâm này. Thì có 13 tâm sở tà tha đồng sanh chung. Và 20 tâm sở tình hảo đồng sanh chung. Thì tâm sở tình hảo thì nó có 25, bây giờ mình trừ ra 3 giới phần ra là giữ giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì nó làm sao nó có trong tâm quả được, hay là làm thuộc về tạo nhân thì nó không có mặt trong tâm quả. Trừ 3 giới phần ra và 2 vô lượng phần cũng vậy, 2 phần phải là đối tượng để mình tu tập thành thiền ha, thì 2 vô lượng phần này cũng không có mặt trong tâm quả. Thì vậy chúng ta có 33 tâm sở đồng sanh chung trong tâm thứ nhất, tâm thứ nhì của tâm quả dục giới tình hảo hữu nhân. Đúng rồi đó. Thì sơ sơ thấy ha. Chưa, nắm được chưa? Rồi, ok, sao thử. Rồi, tới số 3, số 4. 3 cộng 4. 3 cộng 4. 2 chấm. 13 cộng 19 bằng 32. Mở ngoặc. Trừ trí. Trừ 3 cộng 19 bằng 32 trừ trí. Tức là tâm quả thiện. Họ hỷ ly trí hỗ trợ, tâm quả thiện hỷ ly trí hỗ trợ. Và là nó ly trí thì mình phải bỏ cái tâm sở tự quyền ra, hay tâm sở trí tuệ đó, tâm sở trí ra. Vì vậy là 13 cộng 2 gì 20, giờ còn 19 thôi, bằng 22. Được thêm trí vô ha. Hiểu không quý vị? Alo, có hiểu không? Alo. Cái này nó học rồi nha, học tâm sở đồng sanh mà có học rồi, giờ ôn lại có nhớ không? Rồi, giờ tâm thứ 3, tâm thứ 4,
tâm quả thứ ba, tâm quả thứ tư á, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí. À, nhớ nhấn mạnh chỗ này ha, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thứ tư là tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, thì nó cũng có những cái tâm sở đồng sanh chung đó. 13 tâm sở tà tha có mặt ha. Rồi 19 tâm sở tịnh hảo, bởi vì nó thay vì như 1, 2 á, thì nó có là 20, à, thì nó trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần ra thì nó còn là 20. Thì như vậy 13 cộng 20 là 33. À, nhưng mà 3 với 4 tâm thứ 3, tâm thứ 4 thì nó ly trí. Ly trí thì mình trừ thêm trí ra nữa, tức là trừ 3 giới phần, 2 vô lượng phần và thêm cái trí nữa. À, thành ra nó còn có 19 thôi. À, nó còn 19 bởi vì nó ly trí mà. À, thành ra nó còn 19 thôi, thì tổng số nó là 32 tâm sở trong cái thứ ba thứ tư, nằm trong tập quả thứ ba thứ tư đó, từ thêm cái trí nữa ha. Được chưa, nắm được chưa? Alo, cô Meta nắm được không? Alo, tìm ru à, tìm ru và ru rồi. Tìm mà thôi nha, cho đi luôn nha. Rồi số 5, số 6. 5 cộng 6 2.12 cộng 20 bằng 32. 12 cộng 20 bằng 32. Mở ngoặc trừ hỷ. Mười hai cộng 20 bằng 32, mở ngoặc trừ hỷ, đóng ngoặc lại. Rồi thứ năm là gì? Tâm quả thiện thọ xả. À, bắt đầu qua đây là nó thọ xả nha. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Số sáu, tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, thì nó cũng giống như vậy, nó cũng giống như 1, 2 ở trên ha. Thì thay vì 1, 2 trên là nó là 33, nhưng mà xuống đây là còn có 32. Bởi vì sao? Bởi vì nó thuộc về thọ xả, thành ra trong 13 tâm sở tạo ra nó trừ hỷ ra, trừ tâm sở hỷ ra thì còn có 12. À, 12 tâm sở tạo ra, trừ hỷ ra là còn 12. Rồi 20 tâm sở tình hảo cũng giống như cái số cái phần trên ha, là 25 tâm sở tình hảo trừ 3 giới phần 2 vô lượng phần ra thì còn 20. Thì như vậy 5, 6 thì nó cũng giống như 1, 2, nhưng mà nó trừ cái hỷ ra thì còn là 32. Bởi vì nó thuộc tâm thọ xả, thọ xả thì trừ hỷ là 32. Rồi nắm ra không? Rồi 7, 8. 7 cộng 8. 7 cộng 8. Tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Ok, rồi nói đi.
giờ tới 7-8 ha. 7 cộng 8 12 cộng 19 bằng 31. 12 cộng 19 bằng 31. Trừ thêm trí. Đóng ngoặc lại, trừ thêm trí. Rồi, tức là 7-8 là nó thuộc về ly trí. Tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Thì thọ xả cũng vậy, trừ tâm sở hỷ ra, thì ra tâm sở tà tha còn có 12. Rồi 25 tình hảo cũng vậy, trừ 3 giới phần, 2 vô lượng phần, và trừ thêm tâm sở trí tuệ nữa. Thì còn là có 31. Còn có 31 thôi. Thì như vậy là 7-8 là có 12 với 19 thì bằng là 31. Rồi, nói lại nha. 8 tâm quả thiện dục giới tình hảo hữu nhân ha. Tâm quả thứ nhất, tâm quả thứ nhì có 13 cộng 20, tức là 13 tự tha cộng 20 tâm sở tình hảo, trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Bởi vì tâm sở tình hảo có 25, đúng không? Trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần là còn 20. Thành ra 13 cộng 20 thì chúng ta có 33. Rồi tâm quả thứ 3, thứ 4 thì nó cũng vậy thôi, 13. Nhưng mà nó thuộc về ly trí, thành ra 20 thì trừ cái trí nữa, thành ra còn có 19. Thành ra 13 cộng 19 là thành ra còn có 32. Rồi 5, 6 thì nó thuộc về thọ xả, nó hợp trí mà thọ xả. Thành ra trừ hỷ ra thì còn có 12 cộng với 20. Tình hảo nữa thì mình có 32. 7-8 thì ly trí thì cũng vậy, trừ thêm trí tuệ ra nữa thì mình còn có 2 cộng 19 thì bằng là 31. Rồi như vậy là về danh pháp của 8 tâm quả thiện dục giới tình hảo nhân cho chúng ta có cái sự xuất hiện của thức và danh trong đó ha. Thức chuyên cho danh nằm trong đây. Rồi, bây giờ xin mời ai lên đọc dùm 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân. Ai lên đọc dùm coi, đọc một hơi một coi. Ai tình nguyện. Tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân. Ai lên sẽ im ru hết trơn rồi. Mạnh dạng lên cái gì ơi, mạnh dạng lên. Ai nãy giờ chưa đọc đâu, ai nãy giờ chưa thi đâu, bây giờ lên thi, lên đọc phần này coi, 8 tâm quả thiện coi. Ai nãy giờ chưa thi. Rồi, mời Hồng Dung lên, lên. À, mời Nhật Quỳnh thử ra, cho Nhật Quỳnh thử đi con Kim Dung. Cho cô Nhật Quỳnh thử đi. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, cho Nhật Quỳnh thử nghe để có sai thì thầy chỉ giùm mà. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo.
tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Đây là tám tâm quả dục giới tịnh thảo. Dạ, Như Quỳnh có sai xin thầy chỉ dạy. Như Quỳnh chỉ hiểu được bao nhiêu đó thôi. Đây, xa thứ, xa thứ. Nhưng mà cô đọc thêm cái chữ thiện vô nha. Tâm quả thiện rồi đầy đủ ha. Chứ quả không thì là bị thiếu cái đó ha. Rồi, giờ mời cô Kim Dung lên làm lại một hai cái nè. Lên gỡ điểm cái nè. Dạ thưa thầy, con ôn bài là chính chứ con không có gỡ điểm thưa thầy. Con thua rồi. Dạ. Tâm quả thiện dục giới tịnh hảo là tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Một hơi đó thầy. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Con xin xuống mic, con kính tri ân thầy. Xà thứ, xà thứ. Chín điểm, chín điểm. Chín điểm, còn hơi khẩn khẩn chín điểm. Xà thứ. Rồi, giờ mời một vị nữa lên đọc 25 tâm sở tình hảo rồi. Mời ai tình nguyện 25 tâm sở tình hảo. Alo. Xuân Phong, Xuân Phong. Đây là cơ hội chúng ta ôn bài ha, vừa học bài mới vừa ôn bài cũ luôn cho nó thấm dần chứ thôi lướt lướt qua quên hết. Thì ráng đọc được hơi được tốt phải chứ sao vậy. Không hay hơi. Rồi 19 tâm sở tình hảo biến hành là một hơi, rồi thêm ở sau nữa một hơi nữa, hai hơi, rồi cho hai hơi nữa. Rồi hai tình nguyện. Có Dung còn nữa hả? Có Dung chơi nữa. Rồi mời có Dung. Dạ con thưa thầy, con thử sức ạ. 25 tâm sở tịnh hảo gồm có tín niệm tàm quý vô tham vô sân trung bình thanh tịnh. Dạ con xin đọc lại. Tín niệm tàm quý vô tham vô sân trung bình tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thần thân thần tâm chánh thân chánh thân chánh tâm chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tùy hỷ trí. Dạ một hơi đó thầy, nó hơi khựng nhưng mà đúng một hơi ạ. Xà thứ, xà thứ. Rồi còn ai nữa không? Xà thứ. Ai lên nữa không? 25 tâm sở tình hảo làm hơi cho ngọt cái. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc 19 tâm sở hữu tình hảo, nhưng mà không chắc cuộc hơi đâu, nhưng mà cứ đọc để ôn bài. Dạ, có mấy điểm cũng được hết, chỉ ôn bài thôi. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ. 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu thân thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm. Dạ đây là 10.19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Xa hứa, xa hứa, sao không đọc luôn, hết luôn 25 luôn, còn tiết kiệm nữa. Rồi, mời con. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc tiếp. Luôn 25 phần. Dạ, 25 tâm sở tịnh hảo. Tính
niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tùy hỷ trí tuệ và 25 tâm sở hữu tịnh hảo. Dạ không dám đâu, đức hơi chết luôn á. Kim Nhung, dạ kính tri ân thầy, kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh ông bài. Ê, xa hữu còn ai muốn lên làm lần nữa không? Có ai muốn một người chót đi, mời người chót đi, ai mạnh dạn lên. Alo. Tụng nhiều phước nhiều nha quý vị. Hay là rồi mời cho Nguyễn làm hai nha. Dạ thưa thầy, con ráng chứ con không biết có được một hơi không nha thầy. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin đọc 25 tâm sở tịnh hảo. Tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân nhu thân nhu thân nhu tâm thích tâm thuần tâm chánh thân chánh tâm chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tùy hỷ tuệ quyền. Dạ dạ con ráng một hơi rồi đó thầy, chắc nó bị đứt ở khúc ở giữa chừng. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. À, sao được thì là tốt ha, còn thuộc bài còn nhớ bài tốt ha. Rồi à, ok. Rồi à, giờ mình đi tiếp. Hãy là 8 tâm quả thiện với tình hảo của dân ha. Rồi xuống tới là 9 tâm quả đáo đại. 9 tâm quả đáo đại. Dòng sơ thiền 2 chấm. Sơ thiền 2 chấm. 13 cộng 22 trừ 3 giới phần. 13 cộng 22 trừ 3 giới phần bằng 35. Rồi, ghi chú thêm ha. Không có giới phần. Tại sao không có ba giới phần nữa? Bởi vì không có giới phần vì nó không phải là đối tượng để mà tu thiền ha. Không phải là đối tượng. Vì đắc sơ thiền, tâm quả sơ thiền này nó giới phần nó không phải là đối tượng của tâm quả sơ thiền này. Thì mình ghi là không có giới phần vì không phải là đối tượng. Phải. Nếu không tu hai vô lượng phần thì trừ luôn hai vô lượng phần. Nếu không tu hai vô lượng phần thì trừ luôn hai vô lượng phần. Rồi, như vậy 22 tâm sở tịnh hảo trừ 3 giới phần ra, bởi vì 3 giới phần này nó không có dính dáng tới thiền ha. Mình đã ghi đắc sơ thiền thì trừ cái giới phần này ra, 3 giới phần này ra, là còn 25 trừ 3 22 ha. Nhưng mà nếu người mà không có tu về bi tùy hỷ để mà đắc được thiền, để mà cho được cái tâm quả được sinh á, thì trừ luôn hai đó luôn. À, trừ hai vô lượng phần luôn, thì là nếu mà 22 trừ 2 nó còn 20. Nhưng mà giờ mình lấy chung là 13 cộng với 22
trừ ba cái giới phần, là bởi vì ba giới phần này chắc chắn là không có, còn hai vô lượng phần thì tùy theo. Tức là giờ mình phải hiểu là như vậy không? Thì sơ thiền có 13 cộng 22 bằng 35 tâm sở. Rồi, có gì nắm được ý này không ạ? À? Alo. Nắm được không? Cho biết đi. Ok ha, rồi. Vậy là ok ha. Còn ta, cô Nhật Quỳnh mà hiểu rồi thôi là hết sảy luôn rồi. Rồi, Nhị Thiền, 2 chấm. Nhị Thiền, 2 chấm. Mười hai trừ tâm cộng 22 bằng 34. Vậy thì phải trừ tâm sở tâm ra ha. Thì 12 mở ngoặc trừ tâm cộng 22 tâm sở tinh hảo bằng 34. Cái này thì dễ hiểu rồi ha, cũng giống như trên thôi, nhưng mà trừ tâm sở tâm ra, bởi vì lên vị thiền là trừ tâm. Mười hai trừ tâm 34, rồi đúng rồi. Rồi tam thiền 11 trừ tầm tứ cộng 22 bằng 33. Tam thiền 11 trừ tầm tứ cộng 22 bằng 33. Nên tam thiền là trừ luôn tâm sơ tầm, tâm sơ tứ luôn. Trừ tầm tứ cộng 22 bằng 33 tam thiền. Tứ thiền 10 trừ tầm tứ hỷ. Tứ thiền thì lên tứ thiền là trừ tầm tứ hỷ. Cộng 22 bằng 32. Tứ thiền 10 trừ tầm tứ hỷ 22 bằng 32. Rồi như vậy thì chúng ta có được sơ thiền là 13 cộng 22, tức là 13 tà tha cộng 22 trừ 3 giới phần ra thì bằng là 35, tức là tổng số 13 này thì có 35. Tại vì giới phần không phải là đối tượng của thiền ha. Còn nếu mà không tu bi tùy hỷ nữa, trong tứ luân thần mà không tu bi tùy hỷ thì trừ luôn, từ chúng ta tính sao. Rồi như vậy là sơ thiền chúng ta có được 35 tâm sở, tâm quả sơ thiền, tâm quả làm việc tục sinh ha, thiền ha, 35. Rồi nhị thiền, thì đương nhiên là chúng ta hiểu ha, từ tâm bỏ cái gì tâm ra thì còn là 34, 12 cộng 22 là mình có 34. Rồi tam thiền trừ tâm tứ nên còn 11 cộng 22 bằng 33. Tứ thiền là 10 trừ tâm tứ hỷ cộng 22 bằng 32. Rồi như vậy sơ nhị tam tứ thiền ha. Rồi giờ tới ngũ thiền. Ngũ thiền mở ngoặc sắc giới và vô sắc giới, hai chấm. Ngũ thiền sắc giới và vô sắc giới. Bởi vì ngũ thiền ở đây ta lấy là ngũ thiền sắc giới và cả những vô sắc giới cũng thuộc về ngũ thiền luôn, thì bởi vì nó thuộc về thọ xả xếp vô ngũ thiền hết á, thì ngũ thiền là sắc giới và vô sắc giới. Mười
Mười trừ tầm tứ hỷ. Mười trừ tầm tứ hỷ. Cộng hai chục. Trừ ba vô ba giới phần. Và hai vô lượng phần. Thì bằng ba chục. Mười trừ tầm tứ hỷ. Cộng hai chục. Trừ ba giới phần. Và hai vô lượng phần. Bằng ba chục. 10 trừ tổng thể cộng 20 bằng 30. Rồi, như vậy ngũ thiền sắc giới hay vô sắc giới vậy nó thuộc về thọ xả. Thì như vậy thọ xả thì đối với 10 tâm sở tự tha thì nó trừ bỏ chi tầm ra, trừ bỏ tứ và trừ bỏ hỷ. Thì trong thiền nó có năm chi tầm tứ hỷ lạc định ha. Thì giờ ngũ thiền thì trừ tầm tứ hỷ luôn. À, thì bỏ ba chi thiền ra à, thì ra tâm sở nó còn có tâm sở tà tha còn có 10 thôi à, rồi cộng 20 tình hảo. Bởi vì 20 tình hảo là trừ ba giới phần ra, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng ra và hai vô lượng phần bi từ hỷ. Thì như vậy 25 trừ cho 5 thì mình còn có 20. 20 cộng với 10 tâm sở tà tha nữa là chúng ta có được 30 tâm sở đồng sanh với lại tâm quả ngũ thiền à, thì như vậy tổng kết chúng ta có sơ nhị tam tứ ngũ là 35, 34, 33, 32, 30 à, là chín tâm quả đáo đại. Rồi, như vậy là chúng ta đã học được thức duyên cho danh, một loạt những cái vấn đề được liệt kê ra ha, cho chúng ta biết ha. Quý vị có nắm được hết không? Alo. Rồi, bây giờ trước khi kết thúc lớp học hôm nay, mời một chị nào đó lên tụng dùm 15 tâm sắc giới và một người tụng dùm 12 tâm vô sắc giới. Alo, ai tình nguyện trước 15 tâm sắc giới? Ai nãy giờ chưa lên giơ tay? Giơ tay rồi. Ông bài mà lên. Không cần phải động hơi nha, động bình thường đi cho đỡ khổ chứ nha. 15 năm sắc giới. Hay là rồi, mời cô Như Quỳnh. Dạ, cho Như Quỳnh ông thử 15 năm sắc giới ạ. 15 năm sắc giới thiện có bốn. Dạ, cái thông thiện có đọc luôn không thầy? Có tâm thiện sắc giới có năm. Tâm thiện thọ hỷ sơ thiền, tâm thiện thọ hỷ nhị thiền, tâm thiện thọ hỷ tam thiền, tâm thiện thọ hỷ tứ thiền, tâm thiện thọ xả ngũ thiền và thông và tâm thông thiện năm tâm quả thiện sắc giới. Tâm thiện thọ hỷ sơ thiền, tâm thiện thọ hỷ đã sai rồi, tâm thiện tâm quả thọ hỷ sơ thiền, tâm quả thọ hỷ nhị thiền, tâm quả thọ hỷ tam thiền, tâm quả thọ hỷ tứ thiền, tâm quả thọ xả ngũ thiền, năm tâm di tác. Tâm di tác thọ hỷ sơ thiền, tâm di tác thọ hỷ nhị thiền,
tâm di tác, họ hỷ tam thiền. Tâm di tác, họ hỷ tứ thiền. Tâm di tác, họ xả ngũ thiền và tâm thông tốt. Dạ, Nhật Quỳnh đã trả bài như vậy, có sai thì xin thầy chỉ dạy giùm. Dạ, kính tri ân đạo tràng. Rồi, xa hứa, rồi, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Rồi, mời vị nào đó lên đọc 12 tâm vô sắc này. 12 tâm vô sắc. Cô mới ta rồi, 12 tâm vô sắc. Rồi, mời cô. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya, và con xin đọc 12 tâm vô sắc giới. Dạ. Tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ, tâm duy tác không vô biên xứ, tâm duy tác thức vô biên xứ, tâm duy tác vô sở hữu xứ và tâm duy tác phi tưởng phi tưởng xứ. Dạ, con đã đọc xong, có chỗ nào sai xin thầy sửa. Ai xa thứ, cảm ơn các bác ta. Rồi, như vậy là chúng ta hôm nay mình học được xong một phần ha. À, thức duyên cho danh, và từ xa chúng ta sẽ đi vào thức duyên sắc. Làm sao cho thức duyên sắc nó rắc rối à? Rồi, học kỹ xếp thức duyên cho sắc. Rồi, cái nơi về hôm nay là được hoàn mãn cái buổi học hôm nay. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được tâm pháp, sống lâu sức đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau ca thái. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạnh, Nam mô Sang Khaya. Và xin trả mic lại cho MC. Dạ, sa thú đành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy Kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, và cũng rất là tri ân thầy đã giảng chậm để cho tạo ra được hiểu. Nhất là Nhật Quỳnh và chị Mát Ta, phải không chị Mát Ta? Dạ, cảm ơn chị Mát Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và một lần nữa kính tri ân thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con để cho con coi coi còn vị nào trong đạo tràng. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức, dạ, quý sư còn ở trong đạo tràng không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Dạ, con tri ân sư đại đức An Si, tri ân đại đức Pháp Trang, cho con tín hiệu. Bụt tâm ăn ghê nạp quanh đê hăng ba đập hẳn xung và ruột tâm ăn bụt thể vô cà lì tổ đô sơ bụt thơ khám mặt tụ tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đại chi tôn chỉ thánh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi anh cho con. Bụt tâm ăn ghê nạp quanh đê hăng thầm anh cho Đức Phật thầm anh cha đuôi thân và răng thầm mê giờ khai đi tổ đô sâu thầm mơ khai mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ăn ghê bánh đê hăng sẵn khanh cho đức vi thoát tầm ăn sẵn khề giờ khá ly tơ đổ sâu sẵn khô cầm mặt tụ tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thảnh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo
Vui sinh tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng chúng con. Và con kính nhân mít đến sư ạ. À. Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Tam Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Mà trước tiên chúng con xin hành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Chư Pháp và Chư Tăng. Xin chào sư đại đức và xin đảnh chào quý tu nữ và toàn thể cho Phật tử. Và giờ đây con xin được phép đại diện cho tôn đức tăng để phúc đức đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. À, quý vị có nghe rõ không ạ? Con không biết cái màn hình của chúng tôi không biết chỉnh sao mà nó không có nghe được. Nghe âm thanh nhỏ. Không biết cái âm thanh sao để chút nữa để điều chỉnh lại. Và bây giờ xin phúc đức đến toàn thể quý vị. Nam mô Phật Thầy nhé. Tê a ta la ta so ke ta la ta sa ta ne ra ra so ke ta ho hai ta sa ke ni ti ke ko chin ta ta tiền tinh được sự lợi ích được sự an vui được sự tâm tâm được phong đạo cầu xin cho ta tiền tinh khỏi bệnh